Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 21 tháng 3 tuyên bố súng trường quân sự tấn công và bán tự động sẽ bị cấm ở nước này theo các điều luật mới thắt chặt hơn về súng ống. Quyết định được đưa ra sau vụ xả súng đẫm máu nhất ở New Zealand làm 50 người thiệt mạng. Bà Ardern nói bà kỳ vọng sẽ có dự luật mới vào ngày 11 tháng 4 và chương trình mua lại loại vũ khí bị cấm sẽ được thiết lập. Bà Ardern cũng cho biết thêm rằng các bộ phận liên quan để biến các khẩu súng thành loại bán tự động cũng bị cấm, cùng với tất cả các loại đạn có khả năng sát thương lớn. Một tay súng có trang bị súng trường tự động, trong đó có loại AR-15, hôm 15 tháng 3 đã thực hiện cuộc tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, làm 50 người thiệt mạng. Lễ mai táng các nạn nhân được tổ chức hôm 21 tháng 3. New Zealand cử hành phút mặc niệm tại nhà thờ Hồi giáo Anor.